Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sát hại chồng rồi báo công an đổ tội cho Giang Hồ. Ngày 4 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã điều tra làm rõ vụ án người vợ giết chồng rồi tạo hiện trường giả. Trước đó, bà Trần Thị Hoanh 53 tuổi ở thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi trình báo chồng là ông H 51 tuổi bị Giang Hồ đòi nợ sát hại khi đang ở nghỉ trưa tại nhà. Tuy nhiên qua khám nghiệm, xác minh điều tra vụ việc, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi xác định bà Hoanh là người trực tiếp sát hại ông Hát. Theo điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi, xuất phát từ nguyên nhân hai vợ chồng Trần Thị Hoanh và ông Hát mâu thuẫn, cãi vã nên trong lúc ông giờ ngủ trưa, bà Hoanh cầm con dao chuẩn bị sẵn đâm ông Hát khiến ông tử vong. Sau đó, bà Hoanh đã cố tình xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện người chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại. Sự việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.